À, xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi sẽ nấu món cháo ếch rất là thơm ngon và bổ dưỡng. Thịt ếch không những ngon mà còn rất bổ dưỡng, đặc biệt là cháo ếch rất tốt cho sức khỏe của người già và trẻ nhỏ. Chúng ta nấu cháo ếch lạ miệng và ăn rất là ngon. Cách nấu thì rất là đơn giản thưa quý vị. Chúng ta ra ngoài chợ và nói người ta làm cho mình làm sẵn. Đây là những cái hương vị để chúng ta làm món cháo ếch. Ếch mua về thì chúng ta rửa sạch, và đây là những cái mà nhiều khi sáng tác thêm cho nó gọi là ngon miệng của mình đó mà. Ếch mua về thì quý vị rửa sạch, sau đó cắt từng khúc nhỏ và ướp gia vị nha quý vị. Hành, tỏi, băm nhuyễn. Đây, và sau đó là chúng ta cắt nhỏ con ếch ra từng khúc để chúng ta là ngâm nước mắm cho nó thấm. Và sau đây chúng ta đổ vào trong tô nha. Hành quý vị cũng cắt nhỏ ra. Và chúng ta đổ nước mắm vào và ướp gia vị. Chúng ta cho một ít sả nha, sả đã băm nhuyễn. Đấy. Cho nó thơm. Nồi cháo quý vị sẽ rất là thơm và ngon. Chúng ta ướp nước mắm như vậy khoảng 10 đến 15 phút cho nó thấm gia vị quý vị. Chúng ta cho một ít nêm vào. Sau đó trộn đều quý vị. Một người ăn thì làm hai con thôi, chúng ta làm nhiều quá thì không ai ăn hết. Đây là cái một cái tô dành cho những người một mình. Đây, chúng ta trộn đều cho là nó thấm vào. Mặn nhạt thì tùy theo quý vị nêm nếm. Sau đó chúng ta chờ khoảng 10-15 phút rồi chúng ta sẽ nấu. Bà còn biết sao không, dân Quảng Trị thì rất là ăn cay, và nhiều cái cay vào nó khử đi cái mùi ấy để cho ngon hơn. Và đặc biệt cái món này thì không thể nào thiếu là tiêu nha quý vị. Ở quê nếu như có tiêu mà tiêu sống á, chúng ta giã nhuyễn thì nó ngon. Còn ở Sài Gòn thì chúng ta sẽ làm tiêu bột đã xay khô sẵn. Trộn đều quý vị. Chúng ta cho một nhúng gạo nhỏ nhỏ thôi sẽ ngon. Một tô cháo tuyệt vời. Khoai tây thì quý vị băm nhỏ ra nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ lên nồi nấu. Đổ cái tay vô luôn cho nó nhuyễn quý vị. Rồi sau đó chúng ta sẽ chờ cho nó sôi, và sẽ có một cái nồi cháo ếch rất là thơm ngon. Đây thưa quý vị, nồi cháo đang sôi và cái mùi thơm bay ra rất là quyến rũ, rất là muốn thèm ăn ngay bây giờ. Nhưng mà chúng ta nên nấu kỹ một tí để cho khoai tây nó nhuyễn. Thơm lắm thưa quý vị.
Và đây là một tô cháo hình rất là cháo ếch rất là thơm ngon thưa quý vị. Đó. Rất là ngon. Đó. Khoai tây cũng vừa nhuyễn. À, chúng ta muốn mặn nhạt thì chấm thêm muối tiêu nha. Đó. Nhớ không sữa không đường thưa quý vị cho đỡ mập. À, chúc quý vị một bữa ăn ngon miệng. Xin chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Hãy nhớ bấm kênh theo dõi YouTube của Đinh Tân Hải nhé. Xin cảm ơn sự chịu đựng của quý vị.